Chiều ngày 21 tháng 4, Tòa án Nhân dân Hà Nội công bố phán quyết sau 5 ngày xét xử và nghị án, nhận định đây là vụ án rất nghiêm trọng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong đấu thầu mua sắm trang thiết bị vật tư y tế. Hành vi của cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn và 11 đồng phạm làm ảnh hưởng uy tín của ngành y tế và bệnh viện, gây bất an trong nhân dân, đi ngược công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay. Ông Tuấn là người chỉ đạo chung, chịu trách nhiệm chính và cao nhất, chi phối hành vi của những bị cáo khác. Theo Tòa án Nhân dân Hà Nội, ông Tuấn phạm tội do nôn nóng trong hoàn cảnh ngành y tế đang khó khăn, vật tư y tế mua sắm không đáp ứng kịp do các quy định pháp luật. Ông thành khẩn, nhận hết trách nhiệm. Sai phạm của bị cáo Tuấn không liên quan chuyên môn ngành y, mà hoàn toàn thuộc công tác quản lý. Hội đồng xét xử ghi nhận ông Tuấn là bác sĩ có chuyên môn tim mạch đầu ngành, được trong nước và quốc tế đánh giá cao, từng được Ủy ban Nhân dân Hà Nội trao tặng danh hiệu công dân ưu tú, cứu sống nhiều bệnh nhân. Xét các tình tiết giảm nhẹ nêu trên, tòa tuyên ông Tuấn 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, 11 đồng phạm còn lại từ 2 năm tù treo đến 3 năm 6 tháng tù. Ông Tuấn không bị tuyên cấm đảm nhiệm chức vụ hay cấm hành nghề sau khi chấp hành sau bản án. Tại lời sau cùng, ông Tuấn nói sai phạm là bài học đau xót của cuộc đời, sau quá trình phấn đấu và cống hiến tận tụy cho bệnh nhân và ngành tim mạch nước nhà. Ông và các cán bộ dưới quyền đều xin tòa giảm tội cho đồng nghiệp.